Và vị trí top 1 chắc các bạn cũng không bất ngờ lắm là series O với tổng cộng 195,6 triệu lượt view. Kamen Rider O là một series cực kỳ được quan tâm vì nội dung của nó mình giá vô cùng chất lượng, dễ xem từ người mới cho tới người cũ, tất cả mọi người đều hiểu nội dung phim nói lên điều gì, từ form chiến đấu cho tới nội dung phim đều hụt ở mức tốt độ lên. Và hơn hết là phần phim vừa mới ra mắt Kamen Rider O kỷ niệm 10 năm. Mình sẽ không muốn spoil quá nhiều nhưng đây sẽ là cái kết ngược lại với tập cuối cùng của series chính. Kamen Rider kể về Hino Eiji, một người đang làm bảo vệ tại một bảo tàng, tình cờ bị đánh thức bởi sự thức tỉnh của một đám quái nhân mang tên Creep. Bọn chúng là lòng tham được cấu tạo từ Selmedo và Komedo. Bọn chúng đã trỗi dậy một lần nữa sau thời kỳ bị phong ấn để tìm kiếm lòng tham của con người đắp đầy chiếc bụng trống của chúng, cũng như tìm lại tất cả những Komedo của bản thân đang bị thất lạc. Riêng trong số đó chỉ có một kẻ là không hoàn toàn tái sinh mà chỉ có một đôi tai của hắn là Arm, thủ lĩnh của đám Creep. Hắn ta đã hợp tác với AZ để trao cho anh Driver giúp anh chuyển hóa thành Kodo O, tổng hợp sức mạnh từ chim ưng, hổ và châu chấu để tạo thành một thể ba phần cực kỳ cân đối của O. Tông màu chủ đạo đen và những viền neon khắp cơ thể đã tạo nên sự riêng biệt. Đôi chân có công dụng cũng như tai là phần móng hổ, bay form cực kỳ hoàn hảo, không đơn điệu và vô cùng đặc biệt. Sức mạnh của O không phải đến từ việc tráo những chiếc medo của anh để tạo những sức mạnh, mà là tổng hợp đại chúng với những combo giống nhau để tạo nên sức mạnh khủng khiếp của những tên Creep đại diện combo đó. Hành trình của anh là hành trình để tiêu diệt hoàn toàn những tên Creep cũng như để thực hiện ước mơ bảo vệ mọi người của Hino Eiji. Anh sẽ cùng đồng hành với một kẻ đã từng là quái nhân như Arm. Cuộc hành trình này sẽ kéo dài tới đâu và Arm sẽ sống trong cơ thể của ai, chứ không thể nào là một bàn tay cứ mãi lơ lửng. Tất cả những bí ẩn đó sẽ được lý giải trong Kodo O, một series đơn giản dễ xem nhưng lại không thiếu những plot twist về phía sau. Và nó xứng đáng ở vị trí top 1 để khép lại video về Top View Color tại Việt Nam. Mình xin lưu ý một lần nữa, đây là Top View tại một kênh YouTube duy nhất theo mình. YouTube là nền tảng mà mọi người đều hơi tiếp cận để xem, chứ mình không thể nào tổng hợp được tất cả từ những fan sub cho tới những trang sub lậu được đăng tải trên mạng internet.